Này, cô có biết là 10 phút trôi qua rồi không hả? Thời gian với tôi là vàng là bạc đấy. Tại địa chỉ từ chỗ chị đặt đồ ăn tới chỗ chị xa quá. Tại giờ cao điểm nên kẹt xe. Cô cho em thêm 3 phút nữa được không ạ? Em cần tới nơi rồi ạ. Nhanh lên đấy. Bực cả mình. Alo, anh ạ. Anh đây. Anh đi bao giờ mới về với em? Em nhổ anh chết thì được đây này. Anh vừa xuống máy bay rồi. Bây giờ về công ty. Ơ, anh được về sớm á? Ừ, anh xong việc sớm hơn kế hoạch 2 ngày. Mà anh có quà cho em đấy. Ok, yêu anh. Thôi chết rồi. Mình mặc váy body, bây giờ mà ăn thì lại mập bụng, mà không ăn thì nhận đồ ăn cũng phí mấy trăm nghìn. Người đâu mà vô trách nhiệm thế không biết. Alo, tôi chờ cô lâu quá nên tôi đi về mất rồi. Chị ơi, đơn hàng này là đơn hàng thức ăn cho nên tôi không lưu lại đơn được chị ạ. Bây giờ chị cho tôi địa chỉ rồi tôi ship cho chị. Sẵn còn đòi ship đến tận đây cơ. Được. Tôi đang ở văn phòng số 68 Dương Đình Nghệ, cô đến đây cho tôi nhá. Sao xa thế ạ? Cô ấy không nhận hàng à? Bây giờ cô lại bảo tôi là phải ship ra tận Dương Đình Nghệ. Làm gì có chuyện đặt địa chỉ ở một nơi rồi đổi địa chỉ xa như vậy được. Thôi cũng không sao đâu. Tại vì trường hợp này tôi cũng gặp thường xuyên ấy mà, tôi quen rồi. Nhưng mà chân cô đau như thế này làm sao mà đi xe? Thì tôi cũng phải cố thôi. Tại vì đơn hàng này tận 500.000 liền. Bình thường ấy tôi đi ship cũng phải 2 ngày tôi mới có số tiền như thế. Nhưng mà sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Chân cô đau như thế này không thể nào mà đi xe được. Ôi, bây giờ tôi phải cố thôi. Chứ còn nếu như bây giờ người ta lại nói về công ty, kiểu gì tôi cũng nghỉ việc. Mà thời buổi bây giờ kiếm tiền khó lắm cô ạ. Cho nên cô cứ kệ tôi không sao đâu. Ấy. Cô này, hay là như thế này đi. Bây giờ tôi sẽ giao giúp cô đơn hàng này. Đằng nào ấy, bây giờ tôi cũng tiện đi qua đó. Cô cứ yên tâm là tôi sẽ giao tận tay cho khách. Nhưng mà như thế thì phiền cô quá. Bây giờ việc của cô là ấy, về nhà thật cẩn thận và nghỉ ngơi. Bây giờ tôi đi đây. Cảm ơn cô. cô đến rồi á? Chết rồi, làm sao bây giờ nhỉ? Tôi đang có một cuộc họp khoảng 10 phút nữa nhá. Vâng ạ. Alo. Alo cô ơi, 10 phút rồi ạ. Bây giờ cô xuống chưa? Tôi đang họp chưa xong ấy, cô ráng chờ 10 phút nữa nhá. 10 phút nữa ấy ạ? Để xem cô còn chờ đến bao lâu. Alo. Cô ơi, tao đợi cô ở dưới này 1 tiếng đồng hồ rồi. Chưa kể là cái thời gian tôi đi xa ra đây nữa. Bây giờ cô xuống nhận giúp tôi được không? Cô thông cảm giúp tôi nhá. Cuộc họp với em hơi căng thẳng nên hơi lâu. Hay là bây giờ cô giúp tôi mang tầng 15 đi. Tôi tưởng là cô xuống dưới sảnh nhận đồ chứ. Này, tôi tốn tiền thuê cô mà bắt tôi xuống dưới sảnh để nhận hàng là sao hả? Thế thì tôi tốn tiền để đặt hàng online để làm cái gì? Thôi được rồi, cô đợi tôi. Alo, bảo vệ của công ty đấy à? Tôi là thư ký của chủ tịch Trung. Ngoài đối tác với nhân viên của công ty không được cho phép người lạ đi vào thang máy của công ty, nhất là shipper và bưu tá, anh nhớ chưa? Cô giao cả đường với nước trà sâm của tôi đúng không? Là cô. Ôi giời. Này, gà gì mà nguội tanh nguội ngắt như thế này. Nước thì bây giờ là nước lã, làm sao mà uống được? Tôi không nhận hàng đâu. Ý cô nói thế là sao cơ? Còn sao nữa? Tôi bỏ hơn nửa triệu bạc không phải để mua mấy cái thứ vứt đi như thế này, cô nghe rõ chưa? Tại sao cô có thể vô lý thế được nhở? Cô đã đặt hàng ấy, thì bây giờ cô phải nhận hàng chứ. Hả? Cô nói ai vô lý? Không có một con shipper, một thằng shipper dám nói khách hàng vô lý cả. Cô là cái thá gì? Hả? Mà nói tôi vô lý. Cô vô lý thì tôi bảo vô lý. Đầu tiên là cô đổi địa chỉ xa. Thứ hai, cô bắt tôi đợi dưới kia 1 tiếng đồng hồ. Hỏi cái thời gian đợi đấy, đồ ăn nguội được không? Đấy là việc của nhà hàng. Việc của shipper liên quan đến khách hàng. Cô cái gì? Tôi bỏ tiền ra để mua mấy thứ ăn được và uống được. Còn mấy thứ không ăn không uống được thì vứt đi thế nhận làm sao được? Nhưng mà ở đây là lỗi của cô. Cái gì? Mày nói lỗi của ai? Mày định không cần công việc này nữa à? Một con shipper quèn như mày lấy tư cách gì bắt lỗi tao? Này, cô quá quắt quá rồi đấy nhá. Cô tưởng cô là khách hàng của tao á? Mày... Thứ nhất, khách hàng là thượng đế. Thứ hai, khách hàng là cha là mẹ. Thứ ba, có tiền bắt tiên quỳ cũng được. Quỳ xuống xin lỗi tao. Nếu không á, tao sẽ trích xuất tất cả các hình ảnh trên camera, post lên các nhóm shipper để nói là mày thái độ không tốt với khách hàng. tao sẽ review mày trên app để xem mày giữ được công việc này nữa không nhá. Quỳ. Tao không quỳ. Cô không quỳ á? Quỳ xuống. Quỳ xuống. Em bỏ ra. Em làm gì chị gái anh đây à? Chị gái của anh á? Phải, đây là chị gái của anh, mới từ nước ngoài về. Trung, cô ta là ai? Dạ, đây là Thu, là thư ký và là bạn gái của em. Vậy sao? Chị ơi, em không biết là chị gái của anh Trung nhưng em mới thất lễ như vậy. Với lại, chị gái của chủ tịch sao lại đi làm shipper ạ? Chị, có chuyện gì vậy ạ? Em trật tự đi, nghe cho kỹ, sau chọn người cho đúng vào. Người mà bị cô đâm què chân hôm nay, rồi cô lại còn mắng phủ đầu người ta ấy, chính là người giao hàng cho cô hôm nay đấy. Sao ạ? Thấy chân cô ấy đau nên là tôi giao hàng hộ cô đấy. Nhưng mà may có chuyện này tôi biết cô là loại người như thế nào. Coi thường, khống mắt, trà đạp lên người khác. Đã thế cô lại còn lươn lẹo, đặt đồ, không chịu nhận đồ. Nếu mà cô bận ấy, cô có thể bảo người súng lấy hộ mình mà. Có chuyện đó thật à? Chưa hết đâu, cô ta còn quái thai đến nỗi gọi điện cho bảo vệ, bắt tôi đi bộ lên đến tầng 15. Rồi bây giờ bảo shipper hỏng đồ không chịu nhận hàng. Chị ơi, tôi nói cho cô biết ý, những người shipper đã quá vất vả và nguy hiểm trong quá trình giao hàng rồi. Nếu mà cô tiếc mấy trăm nghìn như thế thì đừng có đặt hàng làm gì nữa. Tôi không biết ý, cô coi thường hống hách người khác như thế, đấy là một loại đạo đức tồi đấy. Mà cô có tư cách gì mà cô coi thường người khác vậy? Chị ơi, chị tha lỗi cho em lần này, em biết lỗi rồi. Trung, chị chỉ nói vậy thôi, còn đâu hạnh phúc ấy, hay là sướng khổ, em tự chịu. Anh, nếu mà ngày hôm nay không có chuyện này thì tôi vẫn nghĩ cô là người tử tế tốt bụng thôi. Thì ra cô cũng chỉ là loại người như vậy à? Anh tha lỗi cho em một lần này thôi. Thôi, cô không cần phải nói gì cả. Tôi với cô từ nay chấm dứt. Và cô cũng không xứng đáng để làm thư ký của công ty đâu. Nghỉ việc đi. Mình tự hại mình rồi. Bác ơi, bác ngồi xuống đây đi ạ. Bác không sao chứ ạ? Cảm ơn cô, tôi không sao đâu. Agency ăn chặn tiền lương của nhân viên sao? Sao lại có chuyện như thế được nhỉ? Rõ ràng mình thấy công ty này đãi ngộ nhân viên rất tốt cơ mà. Lũ độc ác này, trả tiền cho tao. Lương làm lao công của tao có được bao nhiêu đâu mà chúng mày cũng nuốt trôi được. Nhưng tao già cả ốm yếu như thế này. Bảo thôi ngay đi không Hảo. Bảo có biết tôi là đâu không mà bà làm loạn. Bảo vệ đâu. Thôi, đừng có mạnh tay với người già. Dạ vâng ạ. Anh cứ đến công ty họp trước đi, em sẽ cách lên sau ạ. Lũ độc ác. Lần sau mà bà còn dám làm loạn ở đây ý thì đừng trách tôi, hiểu chưa? Để cho tôi chết đi thôi. Bác bình tĩnh, bác kể cho cháu nghe xem có chuyện gì xảy ra. Chết đâu, giúp được bác. Cô giúp được tôi. Có thật là cô giúp được tôi không? Cháu sẽ cố hết sức ạ. Chuyện sáng nay là sao? Tại sao lại có chuyện ăn tiền lương thưởng của nhân viên? Dạ thưa anh, chẳng là trước Tết công ty mình cũng không định sa thải bác ý đâu. Nhưng do bác ý ăn trộm đồ của nhân viên khác, mà chuyện này rất ảnh hưởng đến công ty của mình, buộc lòng em phải làm như vậy ạ. Nhưng tại sao bác ấy sai mà bác ấy lại hành động như thế nhỉ? Anh cũng thấy rồi đấy, cách hành xử của bác ấy rất là trợ búa. Với lại những món đồ bác ấy ăn trộm rất giá trị, buộc lòng em phải trừ thẳng vào lương thưởng của bác ấy. Chắc là mất cả chỉ lẫn chài, bác ấy không can tâm cho nên hành xử như thế ạ. Thôi được rồi, giải quyết triệt để cho tôi, làm gương với những người khác, hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Với những kinh nghiệm và sự hiểu biết của cô thì tôi nghĩ công việc này khá là phù hợp với cô. Liệu trong ngày mai cô có thể đi làm được luôn không? Tôi không thể đi làm được. Vậy khi nào cô đi làm được? Không bao giờ. Thế mục đích của cô đến công ty chúng tôi làm cái gì à? Hả? Khoe thành tích của mình hay là cô coi công ty chúng tôi là một trò đùa? Tôi nghe nói chế độ đãi ngộ của công ty rất là tốt, luôn đặt nhân viên lên hàng đầu. Thế nên nhân viên mới toàn tâm toàn ý, hết lòng hết sức vì công ty. Không ngoa cho những lời này. Nhưng mà để được như vậy thì nhân viên cũng phải đáp ứng đủ yêu cầu của công ty. Nhưng mà tôi thấy ngược lại thì đúng hơn. Ăn cướp trắng trợn, không những không có thưởng Tết mà lại còn ăn chặn 6 tháng tiền lương của nhân viên lao công. Không hề có thông tin này và tất cả là sai sự thật. Nếu như cô không muốn làm việc ở công ty tôi thì mời cô đi cho, đừng làm mất thời gian của người khác nữa. Lý lẽ cồn như thế này thì chắc là đúng sự thật rồi. Cô muốn nghĩ sao thì tùy. Còn bây giờ ấy, mời cô đi cho, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh. Chỉ có căn phòng kia là phòng riêng, chắc chắn đây là phòng giám đốc rồi. Lan xếp mà hỏi về cô ta thì mình biết trả lời sao đây? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Cô ra ngoài ngay. Có chuyện gì đây em? Dạ thưa anh, em đang tìm cô gái này ạ. Cô biết sợ rồi sao? Đây là phòng của giám đốc tôi, không phải ai cũng tùy tiện ra vào được. Mời cô ra ngoài ngay. Tôi sẽ không đi đâu nếu như chưa nhận được câu trả lời. Đường là một công ty lớn, vậy mà lại đi moi móc cắt xén tiền của một cô lao công. Số tiền đó có thể làm cho công ty anh giàu hơn được không? Cô nói thế là sao? Công ty tôi không bao giờ có trường hợp như thế. Chính bác gái hôm nay đến kêu oan túm cổ áo anh là người đã bị công ty anh ăn chặn tiền lương và thưởng trong 6 tháng qua. Tôi nghĩ anh nên xem lại cách quản lý công ty của mình. Theo như tôi biết thì bác gái đấy là người ăn trộm đồ nhân viên của công ty tôi. Như vậy có gì là sai? Cô ta nói với anh như vậy sao? Đó là sự thật. Được, nếu mà đó là sự thật thì để tôi mời bác gái vào đối chứng với cô. Như vậy cũng khỏi oan cho cô. Cô! Cứ để cho cô đi. Bây giờ bác hãy kể ra mọi chuyện đi. Có cháu ở đây rồi, bác không cần phải lo đâu ạ. Chứng cứ rành ra, bà còn cãi được à? Hả? Tôi không có lấy. Tôi làm ở đây 5 năm rồi, nhưng tôi chưa bao giờ làm những cái việc như thế này. Cô mà không có chứng cứ, cô đừng có nói tôi như thế. Oan cho tôi lắm. Oan hay không ý, thì quyết định cho bà nghỉ việc cũng đã có rồi. Tôi có rất nhiều cách để đuổi việc bà. Ví dụ như là lười này, làm việc không chăm chỉ này, rồi là không hoàn thành nhiệm vụ này, vân vân và vân vân. Cô ơi, tôi già cả, lại còn phải nuôi một đứa con liệt ở nhà nữa. Cô đừng đuổi tôi. Không những bà bị đuổi việc mà lương thưởng Tết của bà cũng không nhận được. Và những món đồ bà ăn trộm sẽ trừ thẳng vào lương của bà, ok? Coi như tôi cầu xin cô. Cô ơi, chúng tôi đi làm cả năm, chỉ mong có tí thưởng Tết mới trông một đồng lương. Bây giờ thưởng đã không có, lại lấy cả lương của tôi nữa, thì gia đình tôi sống làm sao đây cô ơi? Gia đình bà sống chết thế nào ấy thì đó là việc của bà, không liên quan gì đến tôi cả. Còn bây giờ cút sang một bên. Cút! Cô... Cô... Chuyện ăn cắp ăn trộm là tôi bị người ta gài bẫy, chứ tôi có biết dùng điện thoại đâu mà bảo tôi lấy ạ. Chính bà ăn trộm điện thoại để bán đi rồi kiếm tiền, bà còn già mồm được cả hả? Nếu mà vậy thì check camera đi. Tội vu khống và chiếm đoạt tài sản của người khác cũng khiến cô ngồi tù mọt gông đấy. Cô... Tại sao lại cười? Tôi nghĩ rằng sẽ cần có một người có hiểu biết, có tâm để giải quyết vấn đề này. Và người đó không ai khác chính là cô. Cô có đồng ý để vào làm nhân viên công ty tôi không? Tình huống này có nghĩa là anh muốn nhận tôi vào làm cho công ty của anh? Ừ. Công ty tôi đang cần những người công tâm và trung thực như cô. Ừ. Vậy còn em thì sao ạ? Nếu em không làm thì tại sao em phải sợ? Còn nếu như em làm, anh sẽ truy cứu việc này đến tận cùng đấy. Tôi đồng ý. Hãy làm việc thật tốt để không ai chịu thiệt thòi nhé. Tôi sẽ không để sếp thất vọng đâu. Bác yên tâm đi ạ. Cháu sẽ làm rõ chuyện này. Chăm sự nhờ cả vào cháu nữa. Đột ngột như thế, tớ trở tay không kịp. Và thôi, tớ vào lớp trước đây. À, này, cái tên kia. Cậu không biết là tớ thích cậu à? Thử nói chuyện với nó xem, nó có ăn năn không? Đứng lại. Linh, sang đây à? Tớ còn có việc, tớ đi trước đây. Định đi đâu? Tuy mày không phải là bạn cùng lớp của tao ấy, nhưng mà ai cho phép mày thích người yêu cũ của tao? Thì... Tôi thích Trung thì đã làm sao? Cậu với Trung không còn là gì của nhau nữa, thì phải để cho cậu ấy hạnh phúc chứ. Mày nói cái gì cơ? Mày nói lại xem nào. Vừa nói cái gì? Tao nói cho mày biết đi, đồ cũ của con Linh này thì mày không được phép nhặt lên. Sang, mày nói cho tớ. Ok, mày xong rồi con ạ. À! Trung, sao cậu lại ở đây? Hai người thôi ngay cái trò bắt nạt sang đi. Linh, cậu mà còn như thế nữa ấy, tôi mách cô đấy. Nhưng mà nó có ý thích người yêu cũ của tớ. Này, tôi và cậu ấy đã không còn gì nữa rồi. Cậu đừng có đi lấy danh nghĩa tôi để đi gây chuyện. Nếu không ấy, tôi không nể tình bạn bè gì đâu. Còn cả cậu nữa Sang ạ, là bạn cùng lớp học với nhau mà cậu lại đi nghe cái lời xúi bậy để bắt nạt Trang như thế à? Trang, mình đi thôi. Chả nhẽ cứ để cho cô ta đi như thế à? Kệ cái loại nghèo hèn này đi, dù sao ấy nó cũng không cùng đẳng cấp với chúng ta, không phải quan tâm nó nữa. Đi. Vào đi. Thưa chủ tịch, đây là bản báo cáo quý 1 của công ty mình ạ. Cô cứ để đấy. Hôm nay tôi có việc quan trọng phải đi, về tôi sẽ giải quyết sau. Dạ. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Linh. Sẵn tiện họp lớp, mình sẽ mua cho cậu ấy một món quà gì đấy. Dù sao thì cũng là người yêu cũ của nhau mà. Mình cảm ơn nhá. Giày mình đâu nhỉ? Xin lỗi nha. Số mình đúng là đen thật. Đi mua quà mà lại mất đôi giày. Trung. Trang, cậu không đi họp lớp à? Tớ đang đi họp lớp đây. Mà sao cậu lại đi bộ thế này? À, tại công ty của tớ ở gần đây nên tớ đi bộ. Theo cần tớ cho đi nhờ xe không? Nếu mà cậu có lòng ấy thì tớ sẽ không từ chối. Cho tớ đi nhờ một đoạn nhá. Sao xuống đi, để tớ đèo cho. Mai mới có buổi họp lớp mà cũng phải để mọi người chờ lâu cơ. Phải đấy, như anh với em này, bây giờ là giám đốc của tập đoàn Thuận Tú rồi. Thế mà anh với em vẫn có thời gian đi họp lớp đấy thôi, đúng không? Ôi, đến thôi. Anh đã nhìn thấy chưa? Trông kìa, bao nhiêu năm rồi ấy, mà vẫn đi con xe máy như thế. Mà chẳng hiểu sao ấy, anh còn mời nó đến học lớp nữa. Mất mặt. Chào mọi người. Linh, chúc em sinh nhật vui vẻ. Em cảm ơn anh. Em không ngờ là bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn nhớ sinh nhật em đấy. Anh đúng là lãng mạn thật. Trả bù cho anh Sang, tuy anh là giám đốc thật, nhưng mà anh ấy chẳng lãng mạn vậy. Anh chỉ biết cho em tiền thôi. Đúng là tình cũ đủ đến yeah. Mà mấy cái món quà rẻ tiền này em cầm làm gì cho nó nặng tay ra. Kìa Sang, quà cáp đâu quan trọng đến như vậy. Quan trọng là tấm lòng chứ. Mà dù sao hôm nay cũng là nhân dịp họp lớp, mọi người vui vẻ lên chứ ai lại căng thẳng như thế. Đúng là văn vở. Thôi, mọi người ngồi đi nhở. Công việc của Trang dạo này như nào? Trung cũng khá là tốt. Còn cậu thì sao? Anh? Trung vẫn ổn. Có chuyện gì mà anh vui thế? Này, em có nhìn thấy cái thằng Trung không? Ăn mặc trông lịch sự nhưng mà lại đi dép tổ ong như kìa. Anh, kệ người ta đi. Tôi đi dép tổ ong thì đã làm sao? Mà tôi thấy chuyện này ấy, chẳng có gì mà buồn cười cả. Có cái gì mà không buồn cười chứ? Cậu đã dáng mượn bộ đồ rồi ấy, thì sao không cố gắng mượn nốt đôi giày đi? Đi vào trông cho lịch sự chứ. Ai lại để đi đôi dép tổ ong thế kia. Lộ cái vẻ nghèo hèn ra bên ngoài trông buồn cười lắm. Sang, cậu bớt vô duyên hơn được không? Thôi nào, mọi người làm sao thế nhở? À mà nhân ngày hôm nay là họp lớp, tớ muốn thông báo một điều là hôm nay mọi người đóng quỹ nhá. 5 triệu một người. Cái gì? 5 triệu á? Nhưng mà những người khác chưa đến, chắc gì họ đã đồng ý. Đấy, đấy. Lại dở cái giọng nghèo, giọng hèn ra rồi. Có 5 triệu bạc để đi ăn, đi chơi, đi thư giãn. Có cái gì mà các cậu phải xoắn hết cả lên đấy. Trang chỉ đang tò mò để xem được kế hoạch dùng tiền của mọi người là như nào thôi mà. Ừ, đúng rồi đấy. Năm ngoái cũng đóng quỹ 3 triệu, chưa kịp đi chơi mà đã hết rồi. Tớ... Sao? Cậu còn ý kiến á? Tớ là thủ quỹ ở đây. Cậu nói thế khác gì bỏ tớ ăn chặn không? Tớ không có ý đấy. Này, cậu nên nhớ ấy, cậu là cái đồ nhà nghèo. Đã thế, bây giờ lại chỉ còn là nhân viên quèn nữa chứ. Suy nghĩ đê tiện gì mà chẳng có. Tôi ấy, đường là một giám đốc, việc gì phải ăn chặn mấy cái đồng lẻ của cậu. Ê, sao chỉ nói thế thôi mà. Tại sao em cứ phải như thế nhỉ? Anh nên nhớ là anh là người yêu cũ của em đấy. Sao anh lại bênh vực cô ta? Mà ấy, em là thủ quỹ, thu tiền, có gì được sai nào? Nhưng mà nó không rõ ràng. Không rõ ràng à? Không rõ ràng này. Đây. Em làm cái gì đấy hả? Cha đã làm gì em đâu? Anh còn nói tôi á? Anh đừng có tưởng ấy, anh tặng 3 cái bó hoa kể này cho tôi nhá. Như thế là giá trị. Anh nhìn bản thân mình đi. Sau bao nhiêu năm rồi ấy, tôi và anh Sam là giám đốc của một công ty lớn. Anh thì sao? Vẫn là thằng ăn xin đi dép tổ ong chứ làm sao nữa. Không sao chứ. Nó tuổi gì mà đòi đứng nói chuyện với cả bọn mình. Ngày xưa đi học lên mặt cũng gớm lắm cơ mà. Quả các cụ ấy nói cấm có sai nhờ. Học lắm ấy thì tắm cũng ở chuồng mà thôi. Hóa ra hai người lại đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài như thế à? Hay thật đấy. Hai người mau xin lỗi Trang đi. Đường là giám đốc của công ty Thuận Tú, tại sao tao phải xin lỗi cái thứ như nó chứ? Hả? Mà tao nói cho hai chúng mày biết luôn nhá, lần sau ấy không có tiền thì đừng có mà đi học lớp nghe chưa? Nhục lắm. Là giám đốc của một công ty mà không có tư cách thì cũng là thứ bỏ đi thôi. Nhưng mà chúng tôi có tiền. Chúng tôi toàn hợp tác với những công ty lớn thôi. Chẳng hạn như là Ham Group này. Tập đoàn Ham hả? À, tôi cũng đang làm việc ở tập đoàn đấy đấy. Tôi cho hai người một cơ hội cuối cùng. Nếu như hai người xin lỗi Trang thì tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện. Còn nếu không ấy, thì đừng có trách. Ê, nhiều khi ấy, ước mơ cũng chỉ là mơ ước thôi. Khi nào ấy bọn mày giàu hơn tao ấy thì mới có tư cách bắt tao xin lỗi bọn mày, nghe chưa? Đấy là lựa chọn của cậu. Alo, thưa Kinh Ngọc à? Cô hãy hủy cho tôi 2 dự án mà công ty Thuận Tú chuẩn bị hợp tác với cả bên công ty ta. Đồng thời gửi lời của tôi đến chủ tịch bên công ty Thuận Tú là tôi rất ấn tượng với cách làm việc của giám đốc Sang và Linh. Cha, mình về thôi. Dạ, alo chủ tịch ạ. Dạ, sao ạ? Chủ tịch Trung của tập đoàn Ham Group nghỉ hợp đồng với bọn mình ạ. Dạ. Dạ không sao đâu ạ. Dạ em hiểu vấn đề rồi ạ. Sếp đừng đuổi việc em vội, để em sẽ giải quyết việc này ạ. Dạ, dạ vâng ạ. Trung này, hóa ra cậu chính là chủ tịch của Ham Group à? Anh Sang, anh ta là chủ tịch của Ham. Trung này, cho bọn tớ xin lỗi nhá. Có gì cậu bỏ qua chuyện vừa lúc nãy cho bọn tớ đi. Cậu đừng có hủy ký kết hợp đồng với bọn tớ. Không có bọn tớ mất việc là chết cả lũ mất. Anh Trung, anh cho em xin lỗi. Anh nể tình, chúng ta đã là người yêu cũ. Anh bỏ qua cho em. Trang, tớ xin lỗi. Đã quá muộn rồi. Nếu như ngay từ ban đầu hai người không coi thường Trang và tôi thì mọi chuyện đã không xảy ra như này. Đây là cái kết xứng đáng mà hai người phải nhận được. Đi thôi Trang. Anh đi đâu mà giờ này mới về? Anh đi nhậu với đối tác. Em biết đấy, công việc mà. Lại là công việc. Anh không thể về nhà sớm hơn được với em à? Em cũng đi làm, em cũng mệt mỏi mà. Ừ, anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ chú ý hơn. Bây giờ anh vào nghỉ đã, anh mệt lắm rồi. Em ăn cơm đi nhá, anh no rồi. Tôi là Hoàng, một người đàn ông 30 tuổi, độ tuổi không còn ngông cuồng, ngỗ ngược, không còn chỉ là sống cho bản thân mình mà còn là sống cho gia đình và công việc. Vì thế, tôi càng phải cố gắng, càng phải nỗ lực. Nhưng có vẻ vợ tôi không hiểu tôi. Anh phải đến công ty, nói chuyện sau nhé. Đồ ăn vợ nấu ngon lắm, anh cảm ơn vợ. Đi nhá. Có tin vui ấy thì phải cho anh em ở trong phòng một bữa ra trò chứ. Tin gì? Tôi có biết gì đâu. Hai thì cái dự án của ông ấy, bên công ty đối tác họ khen nức nở đấy. Thật à? Họ đồng ý rồi à? Ừ, chả thật chứ không lại đùa. Mà bên công ty đấy kỹ tính như thế, ông làm cho họ vừa ý như thế, thế thì ông ghê rồi. Mà tôi nghe đâu ấy, hình như sếp đang định thăng chức cho ông lên thành trưởng phòng đấy. Ông đợi quyết định chính thức đi nhá. Thật sao? Ừ. Ui. À, Sang này, ông này tôi đẹp trai không? Vâng, đẹp trai. À không, dạ sếp tương lai của tôi trông đẹp trai vãi cả đạn ra ấy. Mà Hoàng này, ông sao thế? À, thì tôi đang nghĩ xem nên mua cho vợ tôi cái gì để tôi còn khoe cái chuyện này. Lâu lắm rồi có mua quà cho vợ đâu. Cũng nhờ cô ấy chăm sóc gia đình này vẹn toàn thì tôi mới được như ngày hôm nay đấy. Mà cũng 9 phần nhờ cô ấy chứ đùa đâu. Kinh, lại nghiêm túc thế. Được của nó đấy. Nghĩ đến vợ cái là phải đi mua quà cho vợ ngay cơ. Thì vợ tôi mà. Tôi không chăm để thằng khác có chăm à? Ông này, tôi không nói chuyện với ông nữa đâu. Ông chưa có vợ chả hiểu cái quá gì cả. Thôi, tôi đi lựa quà cho vợ tôi đây. Ê, từ từ, làm cốc cà phê đã rồi về. Túi sách. Anh mua cái túi này bao nhiêu tiền? Em có đi đâu đâu mà lại cần túi. Tiền đấy vợ chồng mình để làm được bao nhiêu việc. Công ty anh bốc thăm trúng thưởng, ai cũng nhận được quà nhân dịp cuối năm mà. Thật không đấy? Thật. Em này, anh có chuyện muốn nói với em. Có chuyện gì ạ? Anh nói đi. Công ty anh thành lọc nhân viên. Nếu anh bị mất việc, em có thất vọng với anh không? Anh Hâm này, em ở bên anh từ lúc vợ chồng mình chưa có gì, đến bây giờ anh cũng đã rất cố gắng rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ luôn ở cạnh bên anh. Thật sao? Nhưng mà em bị anh lừa rồi. Anh mới được thăng chức tăng lương. Sau này cuộc sống của chúng mình sẽ được cải thiện hơn. Dám lừa em. Em này, em nghĩ sao nếu hai chúng mình có con? Em có đồng ý không? Bây giờ anh có đủ khả năng để lo cho hai mẹ con rồi. Trang! Trang! Thôi, em đi làm đây, không muộn. Anh làm cái gì đấy? À, thì vợ anh vất vả bao lâu nay rồi. Anh vào anh phụ dọn nhà cửa, phụ bếp. Sao? Anh có chắc là anh làm được không đấy? Ừ. Anh nấu ăn này chỉ có chuột thôi. Mùi gì nhá? Ôi chết, nồi thịt của anh. Thôi, anh để em làm cho. Anh đi ra quét nhà cho em. Rất lạnh. Có dán, sợ chết đây được ấy. Em ra đập nó giúp anh đi. Đàn ông gì mà lại sợ dán? Luật nào đàn ông không được sợ dán. Ra đập giúp anh đi, lên. Anh nhớ trong nồi canh của em đấy, cho thêm muối vào. Ừ. Đây có phải muối không nhỉ? Xong rồi này, anh xong rồi. À. Sao đấy anh? Thôi, anh ra ngoài kia đi, để em làm cho. Vâng, xin tuân lệnh. Anh này, hôm nay em cảm thấy hạnh phúc lắm. Lâu rồi vợ chồng mình không dành thời gian ở bên nhau. Nếu sau này em già, em xấu, anh còn thương em nữa không? Đương nhiên là không rồi. Anh nói gì cơ? Ý của anh ấy là không thương như bây giờ mà phải thương hơn nữa cơ. Hiểu chưa đúng ngốc? Gửi vợ yêu. Cảm ơn em. Thời gian qua đã hy sinh và cố gắng vì anh rất nhiều. Cơ mà em cũng đừng quên chăm sóc cho bản thân mình nữa nhá. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Anh nhận ra món quà lớn nhất với em không phải là vật chất mà là sự cảm thông, thấu hiểu và sẻ chia. Anh sẽ luôn bên em, làm em hạnh phúc vì em có anh. Anh yêu em. Cảm ơn anh vì món quà. Nhờ có nó mà em tự tin hơn rất nhiều. Em không nghĩ là anh lại chu đáo và quan tâm em nhiều như thế đâu. Chỉ có ngốc thì không biết là anh yêu em nhiều thế nào thôi. Lần sau có chuyện gì phải nói cho anh biết đấy, hiểu chưa? Không có giấu đâu ấy. Vâng, em thương anh nhất. Thương thì phải thưởng chứ. Anh muốn được thưởng gì? Thưởng thế này này. Người phụ nữ xinh đẹp chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng người phụ nữ hạnh phúc chắc chắn sẽ xinh đẹp. Ôi à. À. Em làm cái gì đấy? Đứng lên. Thì em đang lau nhà mà. Em lau bằng rẻ để đỡ cần cúi người xuống. Ôi, em nói buồn cười thế nhỉ? Em vừa mới sinh xong, sức khỏe thì chưa ổn định. Em mà cứ làm thế này nó ảnh hưởng tới sức khỏe của em. Không sao đâu, em làm một tí đã xong ngay mà. Không, anh không đồng ý đâu. Nào, đưa rẻ cho anh. Em ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi. Em ngồi xuống, để anh lau cho. Anh lau nhanh một tí là khô thôi mà. Thôi, để đấy. mẹ. Cái gì thế này? Ôi dồi ôi, ông ơi, ông về mà xem thằng con trai của ông đây này. Ui. Nó bị vợ nó hành hạ thế này. Trung, con ơi là con, từ bé đến lớn mày có bắt con làm việc gì không hả? Con xem, vợ con ấy ở nhà chẳng làm gì cả, chỉ có mỗi việc chăm sóc con mới cả dọn dẹp nhà cửa, mà nó chẳng làm được cái gì cả. Rồi mẹ ơi, có việc gì đâu mà mẹ cứ phải la toáng lên như thế nhỉ? Vợ con vừa mới sinh xong, những cái việc này con phụ vợ con là được rồi. Trời ơi là trời ơi. Bây giờ nó phải nghe lời vợ nó không coi mẹ nó làm cái gì cả. Mẹ ơi, thôi mẹ đứng lên đi ạ. Mọi chuyện này để con làm hết ạ. Ui giời ơi, mới làm có tí việc nhà thôi mà đã giả vờ mệt mỏi. Đúng là cái loại tiểu thư nửa mùa. Đấy, cháu lại không kìa. Khổ quá. Con nhà người ta thì tăng cân vùn vụt, có mỗi một đứa con mà chả hiểu chăm sóc kiểu gì, suốt ngày đêm hôm khóc. Mẹ ơi, cơ địa của mỗi đứa trẻ khác nhau, có phải là đứa nào cũng giống đứa nào đâu à mẹ? Vâng, cô lúc nào chả khoa học. Khoa học của cô ấy thì có ngày cháu tôi suy dinh dưỡng. Cô thử nhìn xung quanh hàng xóm xem, con cháu nhà người ta ấy có bao giờ khóc đêm không? Còn cháu nội của tôi ấy thì suốt ngày khóc, khóc không còn một tí hơi nào. Cô phải xem lại cái cách mà chăm sóc của con của cô chứ. Mà đấy, sắp Tết đến nơi rồi, người ta thì trang hoàng nhà cửa, sắm sửa các thứ để cho vào ngày Tết. Mẹ ơi, con đã cố gắng làm mọi chuyện trong nhà rồi ạ. Còn cái chuyện dọn dẹp Tết nhất thì con sẽ cố gắng, rồi con sẽ sắm sửa đồ đạc đầy đủ ạ. Tại vì con cũng mới ở cữ, nên là bây giờ con ra ngoài con cũng sợ ảnh hưởng. Thôi, cô làm trò ít thôi, tôi chả đi guốc vào trong bụng cô à. Ngày xưa tôi đẻ thằng Trung ấy, tôi đã phải lai lưng ở ngoài đồng, cắm mặt xuống ruộng để mà cày cấy đấy. Khổ quá, mẹ nó nhỏ thôi, để cho con ngủ. Mà này, mẹ nói cho con biết nhá, việc chính của con là làm ở công ty, còn cái việc ở nhà ấy, chăm sóc con cái, mới cả dọn dẹp nhà cửa là để vợ con lo. Mẹ nói buồn cười thật đấy, chăm con là trách nhiệm của hai vợ chồng. Mẹ nói như thế thì khác gì con là ông bố vô trách nhiệm à? Nhưng mà con đi làm vất vả thì về nhà là con phải được nghỉ ngơi. Mẹ nghe con nói này, chăm con rất là vất vả đấy ạ. Như ngày xưa mẹ đẻ con ra đấy, mẹ mới biết được cái nỗi khổ chăm con nó như thế nào. Bây giờ con có con rồi, con cũng chỉ muốn chia sẻ những cái khó khăn với vợ con thôi. Tôi nuôi anh khôn lớn, cho ăn học đàng hoàng tử tế, là để cho anh á, suốt ngày anh cắm mắt vào cái xó bếp à? Làm những cái việc của đàn bà à? Ở đấy, vợ anh ấy, ăn không ngồi rồi để làm cảnh à? Thôi, con không nói chuyện với mẹ nữa đâu. Vào phòng đi em. Linh à, sau sinh hai mẹ con em vẫn khỏe chứ? Dạ em cảm ơn anh và ban lãnh đạo đã quan tâm, nhưng mà hiện tại thì em chưa thể đi làm được ạ. Vậy khi nào sắp xếp được việc nhà thì báo anh nhé, công ty luôn luôn mở cửa chào đón em. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Em đã hy sinh cho gia đình của mình nhiều rồi. Chỉ cần anh luôn yêu em và con luôn ở bên cạnh em thì em hy sinh đến mấy cũng xứng đáng. À thôi, bây giờ để em đặt con vào ngủ đã. Mẹ. Đấy, mẹ cứ chê con dâu của mẹ đi. Mẹ có biết Linh vừa được công ty cũ mời về làm quản lý của chi nhánh mới đấy, nhưng mà vợ con không nhận, chỉ vì là muốn ở nhà chăm con. Mẹ thấy chưa? Ui giời ơi, cái loại như nó ấy, làm ăn được trò trống gì. Không khéo làm được 3 ngày người ta tống cổ ấy. Mà đây này, anh xem đi, vợ anh ấy, nó nấu cháo cho con anh kìa, nhạt thích như này, bảo sao cháu tôi không lớn được. Này, suốt ngày ấy, cô khoe với chồng cô ấy là cô chăm con khéo lắm cơ mà. Cô nấu nhạt thích như này, đến tôi còn chẳng ăn nổi, nghĩ là cháu tôi. Mẹ ơi mẹ, nhưng mà có vấn đề gì ạ? Cô lại còn hỏi tôi à? Nấu cháo mà không cho một tí muối nào thì đứa nào nó ăn được? Mẹ ơi, cơ thể trẻ con đang ở tuổi phát triển nên là ăn nhạt là sẽ tốt nhất ạ. Cô giỏi nhỉ, bây giờ có ăn, có học, cô lại còn dạy cả tôi à? Tôi nói cho cô biết, chắc chắn cháu tôi thiếu chất dinh dưỡng thì nó mới còi cọc như vậy, không tăng cân một tí nào cả. Vợ con nói đúng rồi còn gì nữa, con thấy ăn nhạt là tốt nhất. anh bắt đầu lại bênh vợ anh rồi đấy. Con không bênh vợ con, nhưng mà trong chuyện này con thấy mẹ sai lẻ ra rồi. Tôi nuôi anh khôn lớn bằng từng này, cái gì đúng, cái gì sai tôi phải biết chứ. Mẹ ơi, thôi được rồi, từ giờ trở đi con chăm sóc con như thế nào thì đấy là chuyện của con, mẹ không cần tham gia vào nữa đâu ạ. À, cô giỏi nhờ, bây giờ cô lại còn cấm cả tôi không được chăm sóc con cô cơ à. Ôi, láo quá, cô ngồi lên đầu tôi đi. Ui, thôi con xin mẹ đấy, mẹ đừng có như thế nữa đi. Cô thử xem lại cô đi, từ ngày cô bước chân vào nhà tôi nhìn cô như thiên nga, bây giờ cô có chán không? Vì Hoàng là vợ của giám đốc, trông nhìn như bà già ấy, trông chẳng ra gì cả, đã xấu người còn xấu cẩn đấy. Thôi rồi, để tôi đi ra khỏi cái nhà này, cho anh chị muốn làm gì thì làm. Mẹ, tại sao mẹ lại nói con như thế ạ? Con đã cố gắng tất cả vì cái gia đình này rồi mà. Nhan sắc con thay đổi vì sắc tố da, con vừa mới sinh xong nên là con làm gì có thời gian mà con chăm sóc bản thân nữa ạ? Vừa không có hiểu nữa, tôi đi được rồi. Ê! Oh. Anh không tìm thấy mẹ đâu, nhưng mà anh nghĩ là chắc là mẹ đi ra ngoài đâu đấy thôi. Quần áo mẹ vẫn để ở trong nhà, mẹ chả đi đâu được đâu. Tôi, để em đi tìm mẹ. Alo Thư à? Tôi đang có việc muốn nhờ bà tư vấn hộ đây. Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế? Tôi đang điên hết cả đầu lên đây này. Chuyện về mẹ tôi với cả vợ tôi ấy. Tôi thì cứ muốn giúp vợ tôi, nhưng mà không biết làm cách nào. Mẹ chồng nàng dâu chuyện muôn thuở nhà nào cũng gặp. Như nhà tôi trước cũng thế. Nhưng từ khi tôi tặng mẹ bộ sản phẩm trị nám Hàn Quốc Aliseo, xong hàng ngày cùng bà làm đẹp, hai mẹ con lại cải thiện mối quan hệ ngày càng thân thiết hơn đấy. Ông và vợ thử cách này của tôi xem. Đúng là hỏi cái gì mà bà cũng biết. Mà này, cho tôi hỏi tí nhá. Mà sau khi sinh ấy, tại sao da bà vẫn đẹp thế? Vợ tôi thì cứ bị sạm hết cả đi. Tôi nhìn vợ tôi thấy vợ tôi buồn lắm. Ừ thì phụ nữ sau sinh thì có nhiều vấn đề lắm. Nội tiết thay đổi, da rẻ đã xấu đi bao nhiêu rồi, lại còn chả có thời gian để chăm chút. Da sạm thì chỉ có lăn kim kết hợp với điện C, vitamin C là cải thiện nhanh. Trước tôi cũng bị như vậy. Ông mua tặng vợ bộ sản phẩm lăn kim điện di vitamin C tươi của Alicel đi. Tiện dùng tại nhà mà vợ ông có thể tranh thủ lúc con ngủ để làm đẹp. Mà hiệu quả trắng da, trẻ hóa nhanh như các liệu trình ở spa luôn. Chắc chắn vợ ông sẽ có màn lột xác ngoại mục. Ok, cảm ơn bà nhá. Vậy bà nhắn tin cho tôi cái địa chỉ mua Alicel nha bà nhá. Ok ông. Cảm ơn nhá. Cũng thuê vào. Linh! Anh đã tìm thấy mẹ chưa? Anh chưa tìm thấy, nhưng mà anh vừa nghĩ ra món quà để vợ chồng mình tặng sinh nhật mẹ, để mẹ bớt giận. Anh mong là mẹ sẽ thích món quà này. Em thấy mẹ cần sản phẩm chị nám, trẻ hóa. Dạo này da rẻ của mẹ xấu đi nhiều đấy. Ừ, anh đặt rồi. Mà thôi, vợ chồng mình về nhà đi. Nhớ may mẹ đang ở nhà rồi thì sao? Vâng ạ. Đi. Em vào đây. Anh này, có chuyện gì mà anh cứ cuống lên thế? Vợ này, anh biết từ lúc em lấy anh ấy, em phải chịu nhiều vất vả. Em đã phải hy sinh cho anh để anh yên tâm lo công việc. Em đã đồng hành cùng anh từ những lúc anh khó khăn nhất cho đến bây giờ anh đã có sự nghiệp rồi. Thì cũng là nhờ em là hậu phương vững chắc cho anh. Anh xin lỗi vì anh đã vô tâm, không quan tâm tới em, vẫn để em buồn và nghĩ ngợi nhiều. Anh này, hôm nay anh bị bệnh đấy à? Anh đang nghiêm túc mà. Em biết, em rất biết luôn. Em cảm nhận được tình cảm của anh mà. Em không cần những thứ xa xỉ đấy. Em chỉ cần anh chia sẻ vui buồn cùng với em là được rồi. Vợ này, vậy thì từ nay về sau anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian công việc của anh để cùng em vun đắp hạnh phúc gia đình của mình nhá. Đây. Đấy. Đây là bộ sản phẩm lăn kim điện di tinh chất của Alicel. Anh tặng em này. Sao anh biết em đang thích bộ sản phẩm này vậy? Em mở ra xem đi. Wow. Đây là bộ sản phẩm lăn kim điện di với vitamin C tươi giúp nuôi trắng tầng sâu, trẻ hóa làn da. À, đặc biệt đây. Đặc biệt vitamin C tươi Alicel được bảo quản ở nắp lọ, khi dùng chỉ cần nhấn xuống và được bảo quản ở trong tủ lạnh để chống bị oxy hóa, cho hiệu quả nhanh hơn so với tất cả các sản phẩm C khác ở trên thị trường. Em đã tìm hiểu rất kỹ sản phẩm này rồi. Cảm ơn chồng yêu nhá. Vợ của anh ấy sẽ là người phụ nữ đẹp nhất trên đời này. Vâng, chỉ có vợ anh là đẹp thôi. Ừ, mẹ ngồi xuống đây. Ôi giời ơi, đây. Con dâu yêu quý của mẹ này, có món quà tặng mẹ đấy. Cái gì đấy? À, đây là bộ sản phẩm vitamin C và mặt nạ hồng sâm trị nám của Aliseo. Đây, mẹ. Đấy, mẹ thấy không? Con dâu của mẹ ấy lúc nào cũng chỉ muốn mẹ khỏe mạnh này, tươi trẻ và lúc nào cũng phải vui vẻ với gia đình. Anh không phải định tôi. Mẹ ơi, đúng rồi đấy mẹ ạ. Con đã tìm hiểu rất kỹ sản phẩm này rồi. Sản phẩm này rất được ưa chuộng tại các spa Hàn Quốc để điều trị nám. Ừ, mẹ ơi, nhiều lần con thấy mẹ buồn vì nám nên là con đã quyết định tặng mẹ bộ sản phẩm này ạ. Con mong mẹ nhận tấm lòng của chúng con ạ. Mẹ, đây là tấm lòng của vợ chồng con dành cho mẹ. Bây giờ ấy, mẹ chỉ cần nghỉ ngơi, làm đẹp và lo cho sức khỏe của mình. Mẹ đã vất vả vì chúng con nhiều rồi. Cuộc đời con có hai người phụ nữ quan trọng, đó là mẹ và vợ con. Bây giờ con không chăm lo cho hai người thì con còn chăm lo cho ai nữa à? Anh chỉ giỏi được cái khéo mồm thôi. Em pha sữa cho con như nào đấy? Em cho con ăn rồi, anh không cần phải cho ăn nữa đâu. Nhưng mà anh thấy con khóc, anh tưởng là con đói. Anh chỉ cần bế con lên, du con một lúc, con nó quấy ngủ ấy mà. Anh biết rồi. ơi, mẹ để đấy con làm cho ạ. Mà công nhận cái mặt nạ này dùng thích thật đấy con nhỉ. Con cũng phải công nhận nhá, là da mẹ đẹp hơn nhiều đấy. Bây giờ da mẹ còn mịn hơn cả da con luôn. Vẻ đẹp của người phụ nữ ấy, là phải được chăm sóc hàng ngày, cũng giống như gia đình ấy con ạ. Con mà muốn gia đình êm ấm thì con phải chịu khó yêu thương chăm sóc lẫn nhau. Dạ, bây giờ con hiểu rồi ạ. Là do trước kia con chưa hiểu mẹ. Về sau thì con cũng giống như mẹ thôi. Nhưng mà con phải nên nhớ rằng tất cả mọi việc trong gia đình ấy là do một tay người phụ nữ vun đắp nên. Dạ vâng ạ, còn cần cả sự chia sẻ của chồng nữa đúng không mẹ? Mẹ này, xu hướng làm đẹp hiện nay ấy, là đẹp theo vẻ tự nhiên. Mẹ chỉ cần tạo điểm nhấn cho môi và mắt, thế là không ai đoán được tuổi của mẹ rồi. Ui, đây, việc chăm sóc mẹ là việc của anh nhá. Bây giờ em lại còn tranh cả giành với cả anh nữa. Bây giờ tôi chỉ cần con dâu tôi thôi, còn việc của anh ấy vào chăm sóc con anh đi. Này, tiện thể anh pha cho cháu nội tôi một bình sữa, nhớ chưa? Kìa mẹ, thế bây giờ con mới là con của mẹ hay là vợ con là con của mẹ đấy? Thôi, anh đi vào trông con đi. Trông thì trông. Ôi giời ơi, cô Bin bố đấy, bố bảo với con đây. Lớn rồi mà như trẻ con đấy. Dạ. Tại vì trước bạn con cũng có mở spa, bảo con qua, nhưng mà con bận trông con nên là cũng không rủ mẹ qua được. Bây giờ mẹ con mình có bộ sản phẩm Aliseo này rồi, mẹ con mình da đẹp, chẳng có gì spa mẹ nhờ. Mà này con này, các cái vết nám của mẹ ấy, nó mờ rồi đấy. Còn vết nhăn ấy thì nó giảm hẳn đi. Mà này, mẹ thấy làn da của con trắng sáng lên nhiều đấy. Dạ.